nên các bạn này đấy, các bạn nhìn thấy răng của tớ này. Thế nên tớ thì ở tiên giới, hoặc là tớ đi sống ở trong chùa, tớ rất là nhiều phòng bảo vệ. Thế là bây giờ có những người đi hiếp dâm đàn bà không trả tiền đi, xong là nó lợi dụng lúc tớ ngủ nhà tớ khóa cửa trong, khóa của người ở chỗ tưởng rằng hôm qua tớ đi về, đi qua đấy tớ đi qua đường thế xe tớ hỏng, thế tớ nó bắt tớ đi bị làm đăng chỉ đi làm nuôi chúng nó các chùa chiền đi, như là mưa xong nó đâm chết tớ để đuổi tớ ra khỏi cái nhà miếu thờ đấy, xong để cướp cái ngôi để người ta cúng tế, mấy người nông dân người ta chỉ uống mấy cái đồ ăn chay rau quả nó gà ngan ngỗng để người ta thờ thần Phật, tớ đâm chết tớ để nó cướp cái ngôi làm mưa của tớ hôm trước, nó đâm chết tớ giữa tảo bỏ thanh miện đấy, hầu đồng 3 ngày 3 đêm, nhưng thực ra là 3.000 năm mưa xong, thế xong ra nó cái sự nó chém tớ để nó cướp hết của bổng độc tớ cũng chả cần đâu, giống như quan chức Việt Nam tớ đi, tớ có bao giờ đi hát tớ phải trả nước bao giờ lấy một đồng nào của người ta đâu, nó không cần mấy đâu, nhưng bọn nó tiểu nhân quá các bạn, nó đâm chết người ta để cướp ngôi vàng làm mưa nông dân người ta cần chứ chúng nó có cần đâu, nó thích ăn trắng mặc trơn lắm các bạn, ăn nhà lầu xe hơi, không bao giờ vẻ răng cho con nó sống, hoặc là không bao giờ vì muốn gặp một người đại gia này bao, chứ không bao giờ để nuôi con một mình, hoặc là không có chồng mà đẻ con đâu. Thế là hôm qua ở tớ ở dưới cẩm giàng đấy, chúng nó tàng hình vào phòng của tớ bẻ răng tớ qua nạn đây này, răng của tớ này nó cửa tớ khóa trong khóa ngoài, và xong nó bẻ răng tớ, nó còn bảo nó bẻ răng tớ lấy sắc cho mấy con đĩ chúng nó phắc nhau, mà thực sự nó là nó lấy cho nó đấy, nó là người nữ tính mà bạn, thế là nó tạt xít người ta để lấy sắc đi. Thế xong bây giờ nó bẻ răng tớ đây này, nó tàng hình vào nhà mà chẳng con tô của tớ đã không còn nói được cái gì cả. Thế bây giờ nó vào nhà, nó mở cửa vào nhà người ta, xong nó tàng hình, nó bẻ răng người ta, xong nó chạy vào trong cái cửa nhà tớ khóa trong ngoài, tay tớ cầm chìa khóa bạn ạ. Thế tỉnh dậy tớ gọi công an đến thì người ta không kịp. Thế bây giờ nó cứ đi quậy phá đâu, cũng như kiểu việc làm mưa đấy. Bây giờ cứ quấy rối hàng ngày, làm mưa xong bây giờ bên Bắc Ninh bạn sang Đông Côn người ta hầu linh hồn tớ về để làm ở chùa đấy các bạn. Bây giờ làm mưa thì phải mất rất nhiều thời gian, không phải như các bạn mà dùng bơm nước ở sông lên đâu, ở trên mưa là khí quyển đi, nó phải làm mưa rất là khó, cái việc làm mưa đấy về khoa học nó khó, còn về việc thần nó làm việc khác, nên nó không đơn giản như cái việc các bạn thân người ta làm mưa xong chúng nó qua cầu xuân cái sự chữ đánh tớ ở dưới thanh miện đây là thần, thế thần của tớ là thần mưa, người ta bảo là sẽ trừng phạt chúng nó giống như các bạn thiên quy của trái đất của bạn, các bạn vua chúa các nước các bạn cũng thiên quy thôi, đến xâm phạm não cũng phổ các bạn, bạn phải đồng ý đâu, đến quấy phá quấy rối hoặc là bắt nạt bạn cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống bạn, bạn phải đuổi ra, thế làm còn người ta làm mưa cho mình xong cái sự chém người ta cướp công, thế các mọi người dân người ta bảo là đây là chúng nó có cái nòng đi cướp một ngôi cỏ em thôi chứ nào hoàng đấy, còn thần đông là anh cha tớ mà còn chứ còn chẳng ai muốn làm việc đó cả, người nông dân người ta rất là chân tình, người ta đập đàn tế mưa, bây giờ các bạn nhìn sang bên Đông Côn hồ nước nó cạn hết một giọt nước cũng không có, mà bây giờ tháng chạp người ta cần phải cấy hái rồi, tớ rất là thương mấy người nông dân chứ không thương mấy cái bọn mà ăn trắng mặc trơn chuyện nào đâu, mấy anh cha tớ là mấy người hình sự các nước đấy, về bảo với cả trầm quan tiên giới của tớ đi, như kiểu Ngọc Đế xuống đi, hoặc là tổng những quan ninh bảo mấy bọn này là có bọn hồ ly đi, nó chỉ thích ăn trắng mặc trơn và phá người ta thôi, giống như nó thả độc vào khẩu khí quyển của trái đất đi các bạn, xong là tớ là người tớ tẩy thanh độc của khí quyển trái đất đi, thì nó vào nó đâm chết cái người chữa bệnh cho người ta đi, chứ nó đâm chết cái người thanh độc khí quyển cho trái đất đi, xong tớ phải làm mưa để tẩy uế đi mà, thế nó vào nó đâm chết tớ là vì chữa bệnh cho đất, thế là nó không làm gì tớ cả, mấy hôm nay nó đến này này, chúng nó tàng hình bẻ răng của tớ, mọi người đang điều tra xem bắt được chúng nó đến nó bẻ răng của tớ tại ngay chỗ Tân Trường Cẩm Giàng đấy các bạn. Hôm nay tớ đi qua đường nó xì nốp xe ra, xe bị hỏng, thế tớ ở đấy thì nó tàng hình đến đấy, chứ người dân địa phương người ta không biết gì các bạn. Bây giờ người ta rất là khốn nạn, mà tớ thì rất là ốm đau yếu, tớ bị gắt não này, nên tớ bị mổ đẻ và bẻ 20 răng, bây giờ nhân thể của tớ rất yếu, giống như các Pluto nhà tớ về hưu rồi đấy, người ta được nghỉ, mời người ta xuống thì phải như nào, người ta đang nghỉ hưu thì người ta có hưởng lương của mình đâu, mà tớ không cần chúng nó trả lương, nó đến nó cứ móc túi móc máu của tớ thôi các bạn. Một người đàn bà tớ ra bị đẻ con xong và tớ bị bẻ răng này, tớ sức khỏe yếu, mà từ ngày xưa tớ ghép não cơ, ngày xưa tớ cũng rất là yếu, tớ không có xuống dương gian nhiều đâu, bây giờ chúng nó cứ bắt nạt tớ thôi, giống là người ta tớ thì thương mấy người nông dân, tớ làm mưa cho người ta bởi vì người ta rất là chân tình. Xong nó đến nó gây sự nó chém thế thần của người ta thì người ta đang kiện thôi, nhưng mà chúng nó rất khốn nạn các bạn ạ, đến cướp cả một cái cung điện với cái cả một cái chùa, người ta chỉ là thắp hương khói cho người ta thôi, như ở Việt Nam tôi tên Hồ Hoàng Hương đấy, người ta đốt nhang hương khói để người ta may mắn được bình an thôi, chả có gì cả, nó quậy phá các bạn ạ. Còn những người đàn ông đấy bây giờ mấy anh trai tôi bắt được chúng nó truy nạc với nhau đi truy sát tớ, tức là thật tình yêu hôm nay người ta đâm chết mình, làm sao người ta có thể ban tình yêu cho người ta được, đúng không các bạn, nhiều cái bọn chúng nó rất là khốn nạn cơ.